Kính thưa quý vị và các bạn, để lọt lưới tới 10 bàn và không ghi được bàn thắng nào thể hiện sự chênh lệch quá lớn về trình độ của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. 3 trận thua liên tiếp đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Và nếu như không chịu thẳng thắn nhìn nhận thì chuyện khắc phục không phải là điều đơn giản. Và mục tiêu lần đầu tiên được dự vòng chung kết World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Trước tiên có thể khẳng định rằng Trung Quốc, Uzbekistan và cả Hàn Quốc nữa mạnh hơn đội tuyển Việt Nam không phải là một mà là nhiều bậc. Thứ bậc ở trên bảng xếp hạng FIFA mới chỉ phản ánh một phần sự chênh lệch này. Bởi vì đi vào diễn biến thực tế ở trên sân, chúng ta mới thấy đội tuyển Việt Nam của chúng ta lép vế hơn rất nhiều trước các đối thủ. Huấn luyện viên Philippe Troussier sau khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam từ người tiền nhiệm Park Hang-seo đã khẳng định rằng ông muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên là cả U23 nữa để tạo thành một hệ thống xuyên suốt. Ngoài triết lý mới về lối chơi muốn xây dựng và tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Philippe Joseph còn thực hiện cuộc cách mạng về mặt nhân sự, đưa rất nhiều cầu thủ từ đội U23 lên đội tuyển quốc gia và sẵn sàng trao cơ hội cho họ ra sân thi đấu. Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Văn Cường, Minh Trọng, Đình Bắc và còn nhiều cái tên khác nữa đã và đang được huấn luyện viên Philippe Joseph gọi tập trung lên đội tuyển quốc gia để cho ra sân thi đấu, thậm chí là đá chính như ở 2 trận đấu với Trung Quốc và Uzbekistan tại Đại Liên vừa qua. Trong vai trò huấn luyện viên trưởng, ông Philippe Joseph có toàn quyền quyết định về chuyên môn và phải chịu trách nhiệm với những quyết định đó của mình. Sau mỗi trận thua, ông Philippe Joseph cũng không ngại nói thẳng điểm mà mình chưa hài lòng. Bên cạnh lời động viên tinh thần thi đấu các học trò. Thua Trung Quốc và Uzbekistan với cùng tỷ số 2 bàn mỗi trận, cùng lối chơi kiểm soát bóng, nhưng sự thể hiện của các cầu thủ tuyển Việt Nam khiến cho rất nhiều người thất vọng. Không chỉ các cổ động viên, các chuyên gia, những người làm công tác chuyên môn đều nhận thấy rằng đội tuyển Việt Nam chơi không tốt, kiểm soát bóng tốt nhưng chỉ là phần bên sân nhà. Còn khi sang đến phần sân của đối phương thì chúng ta thiếu hẳn phương án để giải quyết tình huống. Các cá nhân được tin tưởng giao nhiệm vụ ở trên hàng tấn công cũng mờ nhạt, cho nên dẫn đến tình trạng không ghi bàn, không có lấy nổi một cú sút. Thua những trận giao hữu trước các đối thủ mạnh như ở Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc chưa phải là thảm họa đối với đội tuyển Việt Nam và cá nhân ông Philippe Joseph. Nhưng 3 trận giao hữu trong dịp FIFA Days vào tháng 10 cũng chính là cơ hội thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch lớn vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh ở trong tháng 11 tới và xa hơn nữa Asian Cup bắt đầu năm 2024 tại Qatar. Tới thời điểm đó, chắc chắn sẽ không còn thời gian để mà thử nghiệm, để mà trẻ hóa hay bất cứ quyết định mạo hiểm nào khác. Bởi vì bất cứ sai lầm nào đều sẽ phải trả giá bằng thất bại, không loại trừ là chuỗi thất bại liên tiếp. Huấn luyện viên Philippe Joseph từng gặt hái nhiều thành công với nhiều đội bóng khác nhau như là Nigeria, Nhật Bản và cũng quen với sân chơi World Cup, cho nên ông được gọi là phù thủy trắng. Tuy nhiên danh tiếng mà ông có được với biệt danh này đã là câu chuyện quá khứ, quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại khi đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn chuyển giao về lực lượng và áp lực thành công từ người tiền nhiệm Park Hang-seo đè nặng. Để tiếp nối thành công, dù đó là ông Philippe Joseph hay bất cứ huấn luyện viên nào cũng không hề là đơn giản. Đội tuyển Việt Nam đã thua và có thể sẽ còn thua thêm nhiều trận đấu khác nữa. Nhưng điều mà người hâm mộ chờ đợi là cách chúng ta thua như thế nào, kiểm soát bóng hay là phòng ngự phản công thì mục tiêu sau cùng vẫn là bàn thắng, là chiến thắng. Theo đánh giá từ một số chuyên gia bóng đá, lối chơi kiểm soát bóng khó lòng có thể phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Dù rằng tuyển Việt Nam chuyền nhiều và có thông số kiểm soát bóng tốt, thế nhưng mọi thứ chỉ diễn ra ở giữa sân và chuyền về, thiếu đi ý tưởng trong tấn công ở 1/3 sân của đối thủ. Không khó để nhận thấy nhiều người hâm mộ thất vọng về lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Joseph. Thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2026 không còn nhiều, cho nên nếu tiếp tục trình diễn từ bóng đá kiểm soát bóng mà lại thiếu ý tưởng tấn công, hàng thủ thì không chắc chắn, thì tuyển Việt Nam khó lòng tiến xa tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2026. Có lẽ lúc này rất cần sự phản biện về lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Joseph. Đó là sự phản biện để cho mọi thứ tốt hơn vì tương lai bóng đá Việt Nam. Nên nhớ rằng ông thầy người Pháp đã từng có gần 20 năm chưa dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào và không ai có thể đảm bảo triết lý của ông sẽ tạo ra được thành công ở thời điểm này. Hãy xem qua những sự khác nhau về tâm thế ra sân thi đấu của đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Philippe Joseph và người tiền nhiệm Park Hang-seo. Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Pháp đã nói rằng tôi muốn nhấn mạnh rằng trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc như là một món quà để cho các cầu thủ có thể chạm trán được với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Sau trận đấu Uzbekistan, huấn luyện viên cũng nói rằng chúng tôi đối đầu với một đối thủ mà ai cũng biết rằng họ mạnh hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi đề ra ở trận đấu này phải tập trung vào tổ chức tốt khâu phòng ngự không bóng. Rõ ràng có thể nói rằng ba đối thủ trong tháng 10 này đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong các trận đấu này, chúng tôi phải dành sự tập trung nhiều hơn và không hoàn thiện và làm tốt tình huống kiểm soát phòng ngự và tình huống mở. Có thể nói rằng tâm thế có ý nghĩa đặc biệt đối với một đội bóng và đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Thế nhưng huấn luyện viên Philippe Joseph lại gọi việc được đấu với đội tuyển Hàn Quốc như là một món quà và điều này dễ tạo ra cảm nhận theo kiểu là bóng chưa lăn đã biết thua rồi. Bởi vì câu nói đó làm cho các cầu thủ Việt Nam tự ti rằng họ kém xa so với cầu thủ Hàn Quốc. Được chơi bóng với đội tuyển Hàn Quốc là vinh dự với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào và mặc định trong đầu các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rằng họ không thể thắng được Hàn Quốc. Ở trận đấu trước đó gặp Uzbekistan, ông Philippe Troussier cũng nói rằng đây là đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với đội tuyển Trung Quốc. Chuyện gọi Uzbekistan mạnh hơn rất nhiều vào thời điểm chúng ta vừa thua để thua Trung Quốc cũng khiến cho các cầu thủ Việt Nam dễ sinh cảm giác tự ti khi đụng độ với Hàn Quốc. Bởi Hàn Quốc còn mạnh hơn cả Uzbekistan. Huấn luyện viên Philippe Troussier có lẽ quên mất rằng Việt Nam đã có 10 trận đấu ở vòng loại 3 World Cup 2022. 2 trận gặp UAE ở vòng loại thứ 2, Việt Nam tiến vào đến tứ kết Asian Cup 2019. U23 Việt Nam là Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt top 4 giải ASEAN 18. Và chúng ta cũng từng thắng Dortmund 2-1 ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Lấy một ví dụ cụ thể, tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đá 3 trận với Nhật Bản thì chúng ta thua 2 trận với cùng tỷ số là 0-1, hòa 1 trận tỷ số 1-1. Đó là những kết quả phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam, trong đó tinh thần thi đấu có ý nghĩa rất quan trọng. Những kết quả trên đặc biệt có công lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ đến từ chuyên môn mà cách xác định tư thế ra trận. Trận lượt về làm khách trên sân Nhật Bản, tuyển Việt Nam gặp khó khăn trăm bề do mất đi nhiều trụ cột. Thế nhưng, ông Park vẫn khéo léo truyền lửa cho học trò. Ông nói Nhật Bản là đội tuyển mạnh, nhưng kèm theo thông điệp tuyển Việt Nam khát khao cải thiện bản thân và thoát khỏi tầm Đông Nam Á. Một phát biểu rất hay của huấn luyện viên Park Hang-seo là trước cuộc so tài với câu lạc bộ Dortmund hùng mạnh, ông Park đã phản biện chuyện các đội Singapore, Malaysia thua đậm đối thủ với quan điểm rằng không thể nói kết quả không quan trọng ở trận đấu này. Chúng tôi là đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu để giữ hình ảnh. Ông Park đã quả quyết rằng trước khi vào trận tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thua cuộc. Trước trận gặp đội tuyển Trung Quốc ở lượt về vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng tôi hiểu người dân Việt Nam rất chờ đợi tôi và các cầu thủ quyết tâm để ngày mai có được chiến thắng. Có thể nói chưa bao giờ tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo mang tư thế chưa ra trận đã nghĩ đến chuyện thua cuộc. Ông Park luôn tạo ra động lực cho các học trò, biến họ trở thành những chiến binh thực sự để chơi 100% khả năng của mình. Nhà cầm quân người Hàn cũng từng chia sẻ về chuyện cải thiện tinh thần cho cầu thủ Việt Nam. Những gì tôi phải làm là khắc phục điểm yếu về tinh thần, giúp họ tự tin hơn vào bản thân. Nhìn ra thế giới, nếu như tính thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, thành tích và bàn về đẳng cấp cầu thủ, thì rõ ràng Nhật Bản không thắng được Đức hay Tây Ban Nha. Nhưng Nhật Bản đã cuột cường ở World Cup 2022 để hạ đội tuyển Đức và Tây Ban Nha, bởi họ không chỉ đá với chuyên môn mà tinh thần cũng khiến cho người hâm mộ phải nể phục. Cái hay khác của ông Park không bao giờ tự nói theo kiểu đề cao bản thân hay nói đến mục tiêu xa vời mà có thể không chắc chắn làm được. Ông Park đến Việt Nam thì mục tiêu là đưa tuyển Việt Nam lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Cuối cùng ông xuất sắc hoàn thành lời hứa này. Ông không nói về lối chơi hiện tại tốt hơn so với người tiền nhiệm. Còn những phát biểu của huấn luyện viên Troussier trong 7 tháng qua khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, có lẽ các cổ động viên đều tự cảm nhận được khác biệt lớn thế nào so với thời huấn luyện viên Park Hang-seo.